Vào tháng Giêng năm 2020, siêu vi gây dịch COVID-19 làm rung chuyển Trung Quốc, ít tuần sau đến lượt toàn thế giới. Nhiều người đã tìm căn nguyên trong việc Bắc Kinh giấu dịch khiến quốc tế bị động. Không ít người phê phán phương Tây chủ quan. Trong khi đó, giới khoa học về sinh thái tìm cách chỉ ra cội rễ sâu xa của đại dịch chưa từng có này. Đó là nền văn minh công nghiệp đương đại lấy khai thác triệt để thiên nhiên làm mục tiêu. Khi rừng già bị hủy hoại, thú hoang bị tận diệt, việc virus bành trướng tấn công con người là điều không thể tránh khỏi. Trong chuyên mục Theo dòng thời sự hôm nay, RFI xin tổng hợp nhận định của một số chuyên gia, các nhà sinh thái học Pháp về chủ đề cội rễ của đại dịch COVID-19. Mời quý vị theo dõi. Vì sao ta có thể nói cội rễ của đại dịch COVID-19 là nạn phá hủy rừng già, tận diệt thú hoang? Cho đến nay vẫn còn nhiều điều bí ẩn bao trùm xung quanh sự xuất hiện của virus corona mới gây bệnh COVID-19, tên khoa học là SARS-CoV-2, đang khiến toàn thế giới chao đảo. Đặc biệt trong bối cảnh Bắc Kinh không tạo điều kiện cho giới khoa học quốc tế đến thành phố Vũ Hán, nơi dịch bùng phát, tiếp cận hiện trường. Không ít người đặt giả thiết là loài virus này xuất phát từ một phòng thí nghiệm đặc biệt ở Vũ Hán, chuyên nghiên cứu về các virus nguy hiểm. Thậm chí có người còn cho là virus SARS-CoV-2 là một vũ khí sinh học bí mật. Về đại dịch COVID-19 không đi vào các nhận định suy luận khó kiểm chứng này, giới sinh thái nhìn chung đều thống nhất ở một điểm, đó là virus gây dịch COVID-19 có nguồn gốc từ động vật hoang dã, cũng như gần như một nửa số loài virus tấn công con người từ gần một thế kỷ này. Từ virus gây bệnh SIDA truyền từ loài vượn đến Ebola ở Tây Phi truyền qua loài rơi, hay virus H5N1 truyền qua chim, hay bệnh sốt rét, sốt xuất huyết, hay Zika tại châu Mỹ truyền qua muỗi. Virus SARS xuất hiện tại châu Á năm 2002, được truyền từ cầy hương, vân vân. Việc phá hủy rừng để trồng trọt, xây dựng đô thị khiến các loài động vật hoang dã mất nơi sinh sống, làm gia tăng nguy cơ động vật hoang tiếp xúc với động vật nhà, với con người, khiến virus dễ dàng bành trướng. Trong bài trả lời phỏng vấn Liberation ngày 26 tháng 3, ông Serge Mohon, giám đốc nghiên cứu của Trung tâm Khoa học Quốc gia Pháp, chuyên gia về sinh thái học sức khỏe, đã nhấn mạnh đến tình trạng kể từ những năm 1960 đến nay, tức tương đương với thời kỳ công nghiệp hóa mãnh liệt trên quy mô toàn cầu, ngày càng có nhiều bệnh dịch hàng năm hơn, dịch bệnh lan rộng hơn, tỷ lệ các dịch bệnh được gọi là ở quy mô lịch sử nhiều hơn. Theo nhà sinh thái học Serge Mohon thì có 3 nhân tố đồng thời khiến dịch bệnh có nguồn gốc từ động vật nói chung, động vật hoang dã nói riêng bùng phát. 3 nhân tố đều liên quan đến vấn đề đa dạng sinh học. Thứ nhất là sự suy giảm ngày một nghiêm trọng của đa dạng sinh học, nói cách khác là tốc độ tuyệt chủng các giống loài gia tăng. Thứ hai là nông nghiệp ngày càng biến thành một ngành công nghiệp, nhân tố góp phần mạnh mẽ vào sự suy giảm đa dạng sinh học. Và thứ ba là sự phát triển đột biến của ngành giao thông hàng hóa và vận tải người, vừa là nhân tố khiến dịch bệnh dễ dàng lan rộng do tiếp xúc người với người gia tăng được số lượng, vừa là yếu tố kích thích sự phát triển của các ngành khai thác tài nguyên thiên nhiên hoang dã. Thế giới hiện nay có 1,5 tỷ bò nuôi, 25 tỷ gà nuôi, hàng tỷ con heo. Để có diện tích nuôi gia súc, gia cầm, đất trồng cây làm thức ăn cho chúng, các diện tích rừng khổng lồ đã bị hủy diệt. Các loài động vật hoang dã bị dồn đuổi ngày càng đến gần hơn, nhiều hơn với thế giới con người. Vận tải hàng không tăng gấp 12 lần giữa năm 1960 đến năm 2018. Giao thông hàng hải cũng tương tự. Tất cả những yếu tố này quá đủ làm nguyên liệu cho những trái bom dịch bệnh sẵn sàng phát nổ. Như vậy thì con đường nào đưa các loài sinh vật nguy hiểm như virus SARS-CoV-2 đến với con người? Nhà sinh thái học Rodolphe Gonza, giám đốc nghiên cứu của ISD, trong bài trả lời tuần báo Lopes mới đây đã lưu ý đến tập quán buôn bán động vật hoang dã làm thực phẩm thay vì các mục tiêu khác trở nên hết sức phổ biến với quy mô lớn tại Trung Quốc, tạo nên một không gian lý tưởng cho sự tăng trưởng của nhiều loài siêu vi, kênh truyền virus dễ dàng từ động vật sang người. Để virus từ một động vật hoang dã truyền được đến con người và trở thành yếu tố gây dịch bệnh, virus thường phải có sự đột biến về gen mới có thể xâm nhập vào tế bào người. Cụ thể về dịch COVID-19, theo giáo sư Serge Mohon, thì virus corona mới xuất phát từ loài rơi, khả năng chắc chắn đến 98% theo ông. Quá trình biến đổi về gen để thích ứng với cơ thể người xảy ra trong quá trình chúng sống ký sinh trên một động vật trung gian, có thể là qua loài TT hoặc một loài khác. Và loài vật trung gian này thường là một động vật hoang dã có nhiều tiếp xúc với con người. Việc thuần hóa các động vật hoang dã có phải là một kênh truyền bệnh chính? Theo các nhà sinh thái học, thì việc thuần hóa các động vật hoang dã đã từng là nguyên nhân dẫn đến nhiều căn bệnh truyền nhiễm hiện nay như cúm, sởi, sởi đực, bệnh đậu mùa hay quai bị, vân vân. Loài người chúng ta cùng với chó, bò hay lợn có nhiều căn bệnh chung hơn là so với giữa người với thỏ, bởi với ba loài nói trên, thời gian thuần hóa diễn ra vào khoảng 17.000 cho đến 10.000 năm trước. Còn loài thỏ mới chỉ được thuần hóa từ khoảng 2.000 năm nay. Việc thuần hóa một số giống loài mới đây, ví dụ như nuôi chồn tại nhiều nước Đông Nam Á để phục vụ cho ngành sản xuất cà phê chồn, có thể là các kênh truyền bệnh mới. Như vậy thì chúng ta có thể chọn giải pháp nào để diệt trừ hiểm họa này?
liệu việc triệt phá toàn bộ các môi trường nuôi dưỡng các loài siêu vi có phải là một giải pháp đúng đắn? Một số người muốn tận diệt một số giống loài được coi là mang bệnh để hủy bỏ hết nơi trú ẩn của virus, giúp loài người không còn bị dịch bệnh quấy rối. Giấc mơ này cũng tựa như việc tiêu hủy hết rừng để không còn bị cháy rừng. Theo các nhà sinh thái học thì cần phải làm điều ngược lại. Có một thực tế là số lượng bệnh truyền nhiễm càng tăng thì các giống loài càng bị tiêu diệt, siêu vi sẽ tản đi khắp nơi để tìm đường sống. Chuyên gia Seth Mohan lưu ý là chính việc bảo vệ các môi trường tự nhiên phong phú về hệ sinh thái khiến các loài virus có thể gây bệnh. Tuy hiện diện nhiều nhưng chúng sống gắn liền và phụ thuộc vào một số địa bàn cụ thể, hay nói cách khác là ăn ở yên lành ở đấy, nên không thể di chuyển dễ dàng sang nơi khác để gây các dịch lớn. Bên cạnh việc bảo vệ thiên nhiên hoang dã, chuyên gia sinh thái Mohan đề xuất phát triển mạnh các hình thức nông nghiệp thuận tự nhiên, trồng rừng thuận tự nhiên, chăn nuôi thuận tự nhiên, vân vân, để góp phần bảo vệ đa dạng sinh học, điều kiện để các loài virus nguy hiểm không dễ dàng trực tiếp đến với con người. Trên thực tế, vấn đề dịch bệnh từ các loài động vật hoang dã chuyển sang người là một lĩnh vực đầy bí ẩn, cần phải có sự phối hợp nghiên cứu giữa giới y khoa, thú y, sinh thái học cũng như những nhà nghiên cứu xã hội, chính trị để có các chính sách phù hợp, tránh cho các bệnh dịch không biến thành khủng hoảng y tế. Để có một chiến lược phù hợp trong vấn đề mang tính sống còn này, xã hội con người cần thay đổi triệt để cách tiếp cận. Nhà nghiên cứu Alexander Rankovic ở Viện Tư vấn về Phát triển Bền vững và Quan hệ Quốc tế Pháp, IDRI, nhấn mạnh là cần thay đổi lối suy nghĩ theo kiểu con người khai thác, thống trị thiên nhiên lâu nay bằng một cách suy nghĩ thật sự khiêm nhường để con người có cơ hội hiểu được sự kỳ diệu của tự nhiên để biết cách chung sống với tự nhiên. Khủng hoảng COVID-19 là một cuộc khủng hoảng sinh thái, khủng hoảng mang tính hệ thống. Một bộ phận giới chính trị hiện nay dường như đã bắt đầu thừa nhận điều này. Chỉ có các phối hợp tập thể trên quy mô toàn cầu mới có khả năng giúp nhân loại tìm được lối thoát.